Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay ngày 30 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng trong 9 tháng năm 2024, sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa vẫn tăng trưởng mạnh. Khẩn trương ứng phó với tình trạng sạt lở tại đồi Cha Khót thuộc xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng nay, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Phạm Thị Xuân, công chức huyện ủy Quan Hóa đã tiếp xúc cử tri huyện Yên Định. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Phạm Thị Xuân đã thông báo đến cử tri huyện Yên Định dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Yên Định gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trong không khí dân chủ và cởi mở, cử tri huyện Yên Định đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và của các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, các kỳ họp Quốc hội đều hoàn thành nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng thành các quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc nêu lên những bất cập tồn tại và đòi hỏi phát sinh trong thực tiễn, cử tri huyện Yên Định đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, đề nghị đại biểu Quốc hội kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành Trung ương sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện việc giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân trên diện tích đất trồng lúa không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Có quy định cụ thể để thực hiện đối với các dự án giải phóng mặt bằng đã thông báo thu hồi đất, thực hiện kiểm kê tài sản theo hướng tiếp tục kế thừa tài sản đã kiểm kê để lập phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Cử tri huyện Yên Định đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, quan tâm bình ổn thị trường, bình ổn giá, kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát thức ăn chăn nuôi, có những cơ chế chính sách mới để hỗ trợ người nông dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp một số tuyến đê và trạm bơm tiêu úng, trùng tu tôn tạo di tích trên địa bàn, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị về cơ chế chính sách liên quan đến cán bộ và người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trân trọng cảm ơn tiếp thu các ý kiến phát biểu của cử tri và khẳng định đây là những ý kiến hết sức xác đáng, thể hiện tâm huyết, trí tuệ và trăn trở của cử tri huyện Yên Định đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Các ý kiến trên sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu và phản ánh trung thực, đầy đủ đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, đoàn sẽ gửi đến Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành của tỉnh xem xét giải quyết. Cùng với việc làm rõ hơn những vấn đề mà cử tri nêu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của huyện Yên Định trong việc tháo gỡ khó khăn, tập trung phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tuy nhiên, để phát triển hơn nữa thì huyện Yên Định vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong đó phải xác định Yên Định từng là địa phương có nhiều mô hình hay, sáng tạo và có cách làm hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đầu cả tỉnh và được nhiều địa phương đến nghiên cứu học tập. Với truyền thống đó, bây giờ và trong nhiều năm nữa, cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện vẫn phải xác định Yên Định là huyện nông nghiệp và là một trong những huyện trọng điểm lúa của tỉnh, có vai trò quan trọng góp phần bảo vệ an ninh lương thực trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất gắn với chế biến sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sạch, an toàn và sản xuất hữu cơ. Quan tâm giải quyết cho được vấn đề vệ sinh môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi tại các hộ gia đình trong khu dân cư. Mỗi xã cần quy hoạch khu chăn nuôi tập trung để hạn chế và tiến tới chấm dứt chăn nuôi tại các hộ gia đình, tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đem lại thu nhập cho người lao động, đồng thời hoàn thành việc xây dựng các cụm công nghiệp theo quy hoạch để thu hút đầu tư.
Để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị huyện Yên Định nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đặt mình trong khuôn khổ pháp luật, trong kỷ luật của Đảng, của cơ quan đơn vị, không được tự cho mình đứng trên pháp luật, đứng trên kỷ luật kỷ cương, phải đặt lợi ích của xã, của huyện, của nhân dân lên trên hết. Dân chủ trong điều hành, xử lý công việc, tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với cấp dưới, nhắc nhở, chấn chỉnh và khắc phục kịp thời các sai phạm, triệt để khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trong xử lý công việc. Trước mắt, huyện Yên Định tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Với một huyện có nhiều thành tích, có bề dày trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn huyện Yên Định tiếp tục phát huy để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu mà căn bản là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế đã tiếp xúc cử tri huyện Hà Trung và Hậu Lộc. Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung và Hậu Lộc. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trình bày dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, cử tri huyện Hà Trung đã kiến nghị chính phủ, các bộ ngành đầu tư kinh phí phục dựng khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Ly Cung Trần Hồ tại xã Hà Đông, chỉ đạo khắc phục tồn tại sau thi công cao tốc Bắc Nam như hoàn trả hạ tầng giao thông thủy lợi, nứt nhà dân, nhất là khu vực xã Hà Bắc, đầu tư nâng cấp mở rộng, đảm bảo an toàn giao thông quốc lộ 217, đoạn qua xã Hà Lĩnh và quốc lộ 1A, đoạn qua xã Yên Dương, đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cao khả năng tiêu thoát lũ Bắc Thanh Hóa, tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ trạm y tế và trung tâm y tế huyện. Cử tri huyện Hậu Lộc kiến nghị 4 nhóm vấn đề về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, nông nghiệp, phát triển nông thôn và nội vụ. Trọng tâm là đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư và bồi thường đất. Các ngành chức năng có quy định và hướng dẫn về trình tự, thủ tục và cách thức tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, thực hiện tinh giản biên chế theo kết luận số 40 của Bộ Chính trị, không áp dụng đối với khối đơn vị sự nghiệp giáo dục để đảm bảo nhu cầu chất lượng dạy học, ban hành hướng dẫn tiêu chí xác định người lao động có thu nhập thấp để địa phương có cơ sở hỗ trợ, tăng cường lực lượng phương tiện, kinh phí hoạt động tuần tra cho các đồn biên phòng tuyến biển. Sau khi lãnh đạo các sở, ngành, cấp tỉnh, huyện Hà Trung và huyện Hậu Lộc giải trình các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân đã phân tích, làm rõ hơn các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, báo cáo các cơ quan trung ương xem xét giải quyết. Cũng trong ngày hôm nay, 30 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách, đã tiếp xúc cử tri huyện Hoàng Hóa và thị xã Nghi Sơn. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước, cử tri huyện Hoàng Hóa, thị xã Nghi Sơn kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội một số vấn đề như xem xét tăng độ tuổi đối với lực lượng tham gia dân quân tự vệ để có thể bố trí được chức danh thôn, tổ đội trưởng cho phù hợp với tình hình thực tế, giảm tuổi nghỉ hưu đối với viên chức là giáo viên mầm non tại các đơn vị sự nghiệp công lập bậc mầm non, điều chỉnh quy định xếp lương đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng và giáo viên mầm non đang công tác, đảm bảo tương ứng với trình độ được đào tạo, sớm ban hành tiêu chí xác định người có thu nhập thấp làm căn cứ để thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đê bị xuống cấp, tiếp tục đầu tư kè biển đối với tuyến khu vực ven biển ở xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa đang bị xâm thực. Cử tri thị xã Nghi Sơn kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quyết định số 1699 ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc khám chữa bệnh cho nhân dân, quan tâm bố trí cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt trong cấp ủy và hội đồng nhân dân các cấp, nghiên cứu sử dụng sách giáo khoa đảm bảo thống nhất đồng bộ giữa các địa phương trên cả nước.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến kiến nghị của cử tri cũng sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới. Hôm nay, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa 15 gồm ông Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại huyện Như Thanh và huyện Triệu Sơn. Tham gia buổi tiếp xúc có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ngành cấp tỉnh, cấp ủy chính quyền huyện Như Thanh và Triệu Sơn. Trong không khí dân chủ và cởi mở, cử tri huyện Như Thanh đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và tăng định mức hỗ trợ cho đối tượng thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nâng định mức hỗ trợ đối với các đối tượng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi trâu bò sinh sản. Cho phép gia hạn một số chế độ chính sách ưu đãi cho người dân các xã miền núi đã ra khỏi diện 1-3 năm. Xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn so với mặt bằng chung. Đối với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp phù hợp, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở ổn định công việc, đảm bảo chế độ, chính sách sau khi thực hiện việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Về độ tuổi lao động, theo Bộ luật Lao động, các cử tri đề nghị Quốc hội điều chỉnh giảm độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong một số lĩnh vực đặc thù như giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, đề nghị sử dụng một bộ sách giáo khoa có tính thống nhất và ổn định trên phạm vi cả nước, giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và kinh phí của người dân. Trong triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế, cử tri đề nghị điều chỉnh mức tiền mua bảo hiểm y tế phù hợp với đối tượng không hưởng lương, cho phép học sinh được linh hoạt lựa chọn tham gia bảo hiểm y tế. Sau khi giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã tiếp thu đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương xem xét giải quyết. Chiều nay ngày 30 tháng 9, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị thẩm định các xã nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Trong đợt này, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh báo cáo đề nghị Hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thuộc 5 huyện gồm Ngọc Lặc, Như Thanh, Triệu Sơn, Quảng Sương và Thọ Xuân. Tại hội nghị, 100% thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã thống nhất bỏ phiếu đề nghị công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Vân Am, Cao Ngọc, Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, các xã Phượng Nghi, Xuân Thái, huyện Như Thanh. 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm Thọ Cường, Thọ Tiến, Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn, Quảng Hòa, Quảng Chính, huyện Quảng Xương và xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các địa phương, các ngành trong thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận sự cố gắng của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới trong việc phối hợp với các sở ngành đánh giá lựa chọn các xã chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận nông thôn mới nâng cao. Các xã đưa ra xét đợt này đều đảm bảo chuẩn các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí như cơ sở vật chất văn hóa cấp xã, thôn được đầu tư khang trang, sự hài lòng của người dân, mức thu nhập bình quân đều đạt tỷ lệ cao. Riêng xã Xuân Thái, huyện Như Thanh thuộc vùng 1-3-5 đang còn một số khó khăn. Sự hài lòng của người dân chưa cao, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp còn hạn chế. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra đánh giá và có giải pháp hướng dẫn địa phương khắc phục, đồng thời giao Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn tất hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh công nhận các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đợt này. Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 96 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã của thị xã Nghi Sơn thuộc khu vực đồng bằng ven biển. Để đạt chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện các tiêu chí để sớm thẩm định công nhận các đợt sau. Quan tâm xóa trắng xã nông thôn mới ở huyện Mường Lát, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
đấu mối với các bộ ngành trung ương, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận huyện Hậu Lộc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đấu mối với Hội đồng Thẩm định Trung ương sớm tổ chức hội nghị xét huyện Yên Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Chiều nay ngày 30 tháng 9, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng cần bám sát chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 của đơn vị. Phấn đấu Đại hội Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2025. Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025 và Đại hội Đảng bộ khối hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2025. Yêu cầu đặt ra là công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo cấp ủy và người đứng đầu theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện nghiêm, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chất lượng văn kiện đại hội phải được chú trọng nâng cao. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí có bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, có phẩm chất đạo đức lối sống và năng lực công tác. Báo cáo sơ kết 9 tháng năm 2024 nêu rõ, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Nổi bật là các tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng chương trình công tác năm, quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu được giao. Công tác xây dựng đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó đáng chú ý công tác giáo dục bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới trong đội ngũ học sinh sinh viên vượt kế hoạch so với nghị quyết đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng cần chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành và đơn vị. Mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, sáng tạo, chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các nghị quyết của trung ương, của tỉnh ủy và của ngành. Các tổ chức đảng trực thuộc cần xây dựng kế hoạch khắc phục bằng được những tồn tại hạn chế, nỗ lực tăng tốc để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024. Về công tác xây dựng đảng, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên, chủ động sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, gắn với triển khai các chương trình kế hoạch thực hiện của cấp ủy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, tập trung chỉ đạo, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 3 chương trình trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 20, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Chiều nay, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa đã khắc phục những hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn nhằm hỗ trợ các hội viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch, góp phần vào thành công chung của ngành du lịch Thanh Hóa khi đã đón được gần 14,5 triệu lượt khách, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2023. Hiệp hội cũng đã kiện toàn tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá, thu hút khách du lịch đến Thanh Hóa, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, tích cực tham gia các công tác xã hội thiện nguyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, đó là tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của các đơn vị trực thuộc và phát triển hội viên, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, tích cực tham gia các hoạt động sự kiện của tỉnh và của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Tổ chức đón đoàn farm trip các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đến khảo sát, đánh giá sản phẩm, kết nối tour tuyến du lịch Thanh Hóa,
thực hiện chương trình hợp tác giữa Hiệp hội với các trường đại học trên địa bàn tỉnh để tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang và đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam yêu cầu Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa phát huy đoàn kết, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền sở tại, là chỗ dựa vững chắc cho các doanh nghiệp du lịch địa phương. Các doanh nghiệp hội viên cần tiên phong thay đổi hình thức kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm, mạnh dạn đầu tư các dịch vụ du lịch cao cấp để mở rộng thị trường khách, đặc biệt là khách du lịch phân khúc cao, tích cực ứng dụng, khai thác các nền tảng thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng và giới thiệu quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình tới du khách trong và ngoài nước, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, tạo điều kiện của Hiệp hội Du lịch Việt Nam để đổi mới phương thức xúc tiến, đặc biệt là xúc tiến quảng bá đối với thị trường khách nước ngoài. Yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tạo điều kiện về kinh phí, cơ chế hợp pháp để Hiệp hội hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của du lịch Thanh Hóa. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung tổ chức hội thảo khoa học đánh giá vị trí, giá trị lịch sử văn hóa, mối liên hệ vùng của núi Đụn trong không gian lịch sử văn hóa của di tích quốc gia Lăng Miếu Triệu Tường và các di tích nhà Nguyễn trong khu vực. Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu là các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực lịch sử, khảo cổ, văn hóa, bảo tồn, địa chất, môi trường trong và ngoài tỉnh. Hang Đụn hay còn gọi là hang núi Đụn thuộc địa phận xã Hà Long, huyện Hà Trung được phát hiện với nhiều giá trị to lớn về mặt cảnh quan lịch sử. Tại hội thảo, 18 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung làm rõ các vấn đề cơ bản về đặc trưng, tính chất niên đại, diễn biến về địa mạo, di sản địa chất, các thành tạo địa chất của hang núi Đụn. Các đặc điểm về văn hóa lịch sử hang Đụn bao gồm các di tích, di vật khảo cổ của cả thời tiền, sơ sử đến trung cận đại để minh chứng cho nhiều thời kỳ con người có mặt tại đây. Tìm ra mối liên hệ vùng của hang núi Đụn trong không gian lịch sử, văn hóa của di tích quốc gia Lăng Miếu Triệu Tường và các di tích nhà Nguyễn trong khu vực huyện Hà Trung để khẳng định hang Đụn chứa đựng những giá trị kép cả về di sản thiên nhiên và di sản văn hóa. Kết quả của hội thảo là cơ sở quan trọng để Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác quy hoạch, bảo vệ, bảo tồn địa điểm núi Đụn. Qua đó, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của núi Đụn gắn với phát triển du lịch của Hà Trung nói riêng và Thanh Hóa nói chung. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng 9 tháng năm 2024, sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa vẫn tăng trưởng mạnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 20,2%. Đây là kết quả đáng phấn khởi, cho thấy sự phục hồi kinh tế và nỗ lực của các doanh nghiệp đã thực sự đem lại hiệu quả. Nhờ sức mua của nhiều thị trường tăng cao trở lại, cùng với nỗ lực tìm kiếm, kết nối thị trường, đến thời điểm giữa năm 2024, nhiều doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ký kết đủ các đơn hàng sản xuất cho cả năm 2024. Trong 9 tháng năm 2024, may mặc giày da được đánh giá là lĩnh vực tăng trưởng cao, trong đó quần áo may sẵn tăng 17%, giày thể thao tăng 19,3%. Về tình hình sản xuất, công ty chúng tôi đã ký thành công các đơn đặt hàng đến hết tháng 2 năm 2025. Mục tiêu sản xuất cho năm 2024 là 4 triệu sản phẩm, lượng đơn hàng rất ổn định. Công ty luôn đảm bảo các chế độ phúc lợi cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty để sản xuất ổn định, đáp ứng tốt tiến độ giao hàng cho đối tác. Điều đáng nói là phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng mạnh như thép các loại tăng khoảng 210%, sáp paraffin tăng khoảng 99,5%, đường kết tinh tăng khoảng 81%, xăng động cơ tăng khoảng 25,1%, dầu nhiên liệu tăng khoảng 24,34%. Trong 9 tháng, hoạt động đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp có nhiều khởi sắc, nhiều doanh nghiệp đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi vào đây đầu tư thì mọi thủ tục và điều kiện đi lại đều thuận lợi. Chúng tôi thấy chính sách đầu tư ưu đãi, cởi mở của tỉnh Thanh Hóa có sức hút nhất định đối với những nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi công ty chúng tôi đi vào hoạt động, đã tạo ra cơ hội làm việc cho rất nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng theo đó đã thúc đẩy được nền kinh tế tại địa phương nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Không chỉ phát triển theo chiều rộng,
ngành công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa cũng phát triển theo chiều sâu với cơ cấu chuyển dịch phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng chi phối trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh với khoảng 92% so với giá trị sản xuất công nghiệp. Các sản phẩm chủ lực là công nghiệp hóa dầu, hóa chất, nhựa cơ bản phát triển ổn định đóng vai trò lớn, có tính chất thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững. Điều này nó thể hiện một cái niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, thấy được rằng là cái điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa là rất là tốt. Có như vậy thì mới có thể là tạo ra được một cái sự tăng trưởng trong cái lúc mà bộn bề xung quanh đấy, nó còn có những cái khó khăn, thì Thanh Hóa vẫn có cái sự tăng trưởng. Dự kiến hoạt động sản xuất công nghiệp 3 tháng cuối năm vẫn tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP cả năm 2024 ước tăng 15,8%. Kết quả sản xuất công nghiệp đạt kế hoạch sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, đồi Cha Khót thuộc xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện vết nứt dài khoảng 300 mét, nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến 55 hộ dân với 218 nhân khẩu. Trước tình hình đó, huyện Quan Sơn đang khẩn trương khảo sát thực tế, đề xuất với tỉnh xây dựng khu tái định cư tập trung để sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Cơn mưa vừa kết thúc, anh Hà Văn Liệu trở về từ điểm sơ tán để mượn người tháo dỡ căn nhà dưới chân đồi. Đây là căn nhà mới được anh Liệu dựng lên cách đây 5 tháng, nay đã phải tháo rời ra bởi đất đá sạt lở có thể vùi lấp bất cứ lúc nào. Khi nào chính quyền tìm được khu đất mới bằng phẳng an toàn thì chúng tôi sẽ chuyển đồ lên để dựng lại nhà. Giờ thì ở tạm lán do xã dựng lên thôi. Hiện nay, vết nứt tại đồi Cha Khót, xã Nam Mèo có chiều dài khoảng 300 mét, rộng từ 50 đến 70 cm, có vị trí nứt sâu gần 2 mét và đang ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước mắt, xã Nam Mèo đã xây dựng lán tạm, di rời khẩn cấp 14 hộ dân đến nơi an toàn từ ngày 23 tháng 9. Xã thì cũng hỗ trợ các vật liệu để làm lán tạm và cũng có kêu gọi đoàn thanh niên giúp đỡ bà con nhân dân để làm cái lán tạm để sinh sống. Cũng có kêu gọi để hỗ trợ nhà hảo tâm là cũng có hỗ trợ về mì tôm, mì mắm, mì chính, bánh kẹo cho các cháu động viên. Bản Cha Khót vẫn còn hơn 30 hộ và 2 điểm trường tiểu học và mầm non nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cần được di dời. Tuy nhiên, do phương án di dời số lượng người dân lớn và có công trình kiên cố nên cần phải được tính toán kỹ lưỡng, đồng thời xin ý kiến cơ quan chức năng để tìm giải pháp hợp lý. Tạm thời, khi nắng ráo, người dân vẫn sinh hoạt tại nhà, trẻ em vẫn đến trường. Chỉ khi trời tối hoặc mưa lớn thì mọi hoạt động tại bản mới tạm dừng để chuyển đến lán tạm. Tại bản này chúng tôi cũng thành lập một cái tổ phản ứng nhanh, thì gồm có đồng chí trưởng bản, tổ trưởng, đồng chí phó bản là tổ viên, và gồm có 4 cái tổ viên đó. Thì để phòng trừ cho cái việc mất điện thì chúng tôi có cái trống, thì có thể trống và thống nhất hiệu lệnh với nhân dân là khi có hiệu lệnh trống thì chúng tôi sẽ cho di chuyển. Không ai đi kéo cái luồng này. Huyện Quan Sơn đã báo cáo tình hình với Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề xuất ra quyết định cho công bố tình huống khẩn cấp tại điểm sạt lở này, đồng thời thành lập đoàn công tác để khảo sát, đánh giá các vết nứt ở bản Cha Khót và kiểm tra thực địa, dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cách vị trí hiện tại hơn 1 km. Để ứng phó với cái tình hình nguy cơ sạt lở của Cha Khót của xã Nam Mèo, thì các lực lượng chức năng của huyện đã làm tờ trình báo cáo Ủy ban tỉnh kịp thời, và hiện tại thì Ủy ban tỉnh đã phân công cho các sở ngành chức năng về khảo sát thực địa tại cái nơi có nguy cơ sạt lở và cũng như là cái địa điểm mà dự kiến sẽ bố trí tái định cư, và trên cơ sở đó thì sẽ lập cái báo cáo kinh tế kỹ thuật và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện càng sớm thì càng tốt. Trong thời gian chờ đợi có nơi ở kiên cố an toàn, chính quyền và nhân dân ở khu vực đồi Cha Khót phải tiếp tục thích nghi với các tình huống khẩn cấp, sẵn sàng sơ tán ngay khi có hiệu lệnh. Và những lán tạm này sẽ tiếp tục là nơi mà các hộ dân ở đây phải gắn bó lâu dài, nhất là khi có mưa lớn xảy ra. Sáng nay ngày 30 tháng 9, Hội Người Cao Tuổi huyện Thường Xuân tổ chức ra mắt Chi hội Người Cao Tuổi Hạnh Phúc, khu phố 4, thị trấn Thường Xuân. Chi hội có trên 160 hội viên, được thành lập với mục tiêu thường xuyên duy trì hoạt động câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khỏe, thu hút đông đảo hội viên người cao tuổi tham gia. 100% hội viên người cao tuổi
được đảm bảo an sinh xã hội, có thể bảo hiểm y tế, được tiếp cận dịch vụ y tế khi ốm đau, không có người cao tuổi bị đối xử thiếu tôn trọng, bị bạo hành về tinh thần và vật chất. Có 100% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo. Việc thành lập chi hội người cao tuổi hạnh phúc không chỉ phát huy phong trào tuổi cao gương sáng mà còn nâng cao trách nhiệm của xã hội đối với công tác chăm sóc người cao tuổi. Trong những năm qua, phong trào tập dưỡng sinh đã phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia luyện tập, tạo nên một sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn. Đã gần chục năm nay, phong trào tập dưỡng sinh được các câu lạc bộ dưỡng sinh trên địa bàn huyện Đông Cống duy trì đều đặn. Các bài tập phối hợp những động tác di chuyển giữa tay, chân, nhịp thở liên hoàn rất phù hợp với sức khỏe và thể trạng của người cao tuổi, giúp khí huyết lưu thông, cơ thể ngày càng khỏe mạnh và tinh thần thoải mái. Thấy người cao tuổi hạnh phúc hơn và trẻ trung hơn, sức khỏe cố hơn, thì nói chung gia đình về chăm con cháu càng tốt hơn ạ. Từ khi có phong trào tập dưỡng sinh đến giờ thì tôi thấy là đơn vị Trường Minh là thường xuyên tập về tối hàng tuần và tôi thấy càng ngày càng khỏe và lại tinh thần phấn khởi hơn. Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 530.000 người cao tuổi, chiếm 14% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, phong trào rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là hoạt động câu lạc bộ dưỡng sinh, được các cấp hội người cao tuổi hưởng ứng tích cực. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.600 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trong đó có gần 1.200 câu lạc bộ dưỡng sinh, thu hút hàng chục nghìn hội viên tham gia tập luyện. Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, hoạt động tập luyện dưỡng sinh đã giúp sức khỏe của người cao tuổi được cải thiện rõ rệt, đồng thời tạo sự gắn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Phong trào thể dục dưỡng sinh thì với du nhập vào huyện Quảng Xương cách đây cũng vài năm thôi, nhưng mà đã thu hút được đông đảo hội người cao tuổi các cấp và các hội viên tham gia luyện tập. Thông qua cái tập thể dục dưỡng sinh này ấy, thì tạo cho người cao tuổi luôn luôn có cái niềm vui, có sức khỏe và để có sức khỏe thì để tham gia các phong trào của các địa phương. Phong trào này đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng cái phong trào, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Thanh Hóa mẫu mực, uy tín, đẹp và khỏe mạnh. Phong trào người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa trong thời gian gần đây được đánh giá là đơn vị phong trào dẫn đầu toàn quốc và đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Câu lạc bộ dưỡng sinh của người cao tuổi đã thực sự trở thành nơi gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi tại địa phương. Sau đây là công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2024, vị trí tâm bão Krathong ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 121,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Krathong có khả năng đi vào vùng biển phía đông bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố ven biển và các sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, phía Bắc vĩ tuyến 18,0, phía Đông kinh tuyến 116,5. 2. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 3. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa tăng cường các thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. 4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định.
Hiện nay trên sông Mã, mực nước đang về hồ nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 với lưu lượng 950 m khối trên 1 giây. Căn cứ theo lưu lượng xả của hồ thủy điện Trung Sơn và lưu lượng xả của hồ thủy điện Bá Thước 2 về hạ du, hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 dự báo tổng lưu lượng nước về hồ sẽ tăng từ 950 m khối trên 1 giây đến 1.800 m khối trên 1 giây. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông Itracom thông báo về việc xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25,5 m như sau. Thời gian xả lũ dự kiến từ 20 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2024, thời gian kết thúc xả dự kiến từ 21 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2024. Lưu lượng xả dự kiến từ 950 m khối trên giây đến 1.800 m khối trên giây tùy theo lưu lượng nước đến hồ và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết là 25,5 m. Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ thực hiện việc xả lũ bằng hiệu lệnh 3 hồi còi, mỗi hồi còi kéo dài 20 giây và cách nhau 10 giây trước 30 phút khi tích hoặc xả nước. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc, Ủy ban nhân dân huyện Yên Định, Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa và Ủy ban nhân dân các xã thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, trâu bò, cá vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc. Tuyệt đối không đi lại vớt củi đánh bắt cá tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.